Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm qua quả thực là một ngày rất là ý nghĩa trên chặng đường làm YouTube của mình. Đó chính là kênh Akari Gaming, lần đầu tiên mình đã làm vlog. Đây là một series rất mới và mong rằng sẽ được sự ủng hộ và đón nhận từ quý khán giả. Bên cạnh đó, trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số trận đánh về cách thả heo Hawk Rider rất đẳng cấp tới từ các thành viên của Clan Just Ordinary. Clan đứng top 2 thế giới tại giải đấu hội chiến tháng 7 vừa qua. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào quảng cáo để mình có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn nút hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Ta hãy cùng đến với trận thi đấu của anh JD clear nhà top 2 các bạn ơi. Super Queen Hawk là combo được sử dụng trong trận thi đấu này. Và Queen sẽ được đi từ hướng 3 giờ rồi. Chắc thẳng vào nhà chính thôi. Các bạn có thể thấy là những em ném đá đang phát huy hiệu quả rất tốt cho việc cắt góc, cũng như tiêu diệt được công trình defense ở đây. À vâng, đi bơm cho bowler rồi. Và oảng luôn. Kìa, vâng, đã là một em hy sinh rồi. JD có một chút xíu lỗi trong trận thi đấu này. Phá xong tường, nhà chính đã được kích hoạt luôn rồi. King solo king ở góc 3 giờ rồi. Vâng, phần chiến thắng thuộc về King mình khi gọi hội được đông hơn. Bạn rất là nhiệt tình. Đục vào khu vực phía trong này thì chỉ có nhấc người thôi nha. Bạn iPod nha. Đấu rất là thành công. Thả bình độc rồi. Tết tờ loe này rồi. Nó sẽ nhảy sang để ăn mỏ pháo đấy bạn, nhanh chóng thôi. Đấy, cứ như là dự đoán luôn. Queen hồi máu nhanh lên.
bom gần trọn hết luôn rồi. Ôi giời, thương binh cả. Mình giải phóng được cái ngôi làng này thì cũng thương binh. Ghê thật. Chưa kể còn cả bay nữa. Thống nhất đến nơi rồi. À vâng. Thanh niên Lava này chơi đuổi hình bắt chữ nữa này. Xin chúc mừng anh Yuka 8. Chúng ta hãy cùng đến với một trận thi đấu clear top 3 với màn đánh full hog luôn của anh VA. Đây các bạn có thể thấy là đội quân sẽ là một Barbarian Archer, một Giant, 2 Goblin, một Balloon, 7 Wizard, 43 em Hawk, một Valkyrie và một Golem băng, 4 bình hồi máu, một bình đóng băng, 2 độc và 2 bình xương các bạn nha. Và đánh với cả khí cầu thả đá. Đại quân này đầu tiên chắc chắn sẽ là phải rỉa thôi, rỉa cắt góc thôi. Đâu đây? Rồi, Giant đi trước và Wizard ở phía sau. Ăn defend trước đã. Dụ luôn được cả lính hội thành rồi. Dụ đâu ra đây? À, có một lỗ hổng ở đây. À, nhà này lại đặt cái lỗ hổng ở ngay khu vực nhà chính. Ôi, mất nhà rồi. Có cái dại nào như cái dại nào không? Rồi, như vậy là một bình độc nữa đã được thả ra để tiêu diệt lava, và bình còn lại thì chắc chắn là sẽ để tiêu diệt những em xương. Rồi, đẳng cấp đánh heo đây rồi. Quẩy lên nào. Úi dồi. Bình xương cũng đã được tiếp cận để tiêu diệt em Queen của đội bạn các bạn ơi. Những em xương giáp đây rồi. Nhắc người nhắc Queen. Xong, hy sinh. Và các bạn có thể thấy là những em xương mặc giáp vẫn đang rất là cuồng nhiệt đục tường. Đại quần Hawk thì không phải bàn nữa rồi. Cậy quần số đông đi đến đâu là càn quét đến đấy luôn. Ô, pha đấy bị kinh ăn hôi rất nhiều nha. Vẫn còn một hồi máu nữa thả khu vực mô thả này thôi. Chuẩn rồi. Nhìn đánh Hawk hâu 12 mà sao nhẹ nhàng thế nhở. Không bù cho mình. Thả đến đâu là thành heo quay đến đấy. Ôi giời. Còn những anh đẳng cấp top 1 thì thôi rồi. Đấy các bạn có thể thấy là giờ này là Goblin và những em xương đang phát huy tác dụng rất là hiệu quả. Yeah. Đây. Ui giời, chúng nó đông và nguy hiểm cho anh em này. Ui giời, nó bu kìa. Mình xem nào, chuẩn bị xem nào. Xem những thanh niên này nó chạy nào. Đi đến đâu đây anh em ơi. Ui. Chạy nhanh lên không anh Hawk, anh ăn hết bây giờ. Ôi, chuẩn bị có màn đập hội đồng này. À, sẽ đánh Quy Giáp này. Ông đánh Quy Giáp phải không? Ông đánh Quy Giáp chúng tôi phải không? Xong luôn. 3 sao. Xin chúc mừng bạn VA trận full hog vừa rồi. Một lần nữa, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những người bạn, những người yêu mến kênh Akari Gaming trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng kênh Akari Gaming sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ tất cả quý khán giả để có thể gặt hái được thêm nhiều thành công nữa trong thời gian tới. Hy vọng rằng mình sẽ đạt được 100.000 sub trong năm nay. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào quảng cáo để mình có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đi đây. Bye bye.